mỗi kg cỏ lạ được thương lái thu mua với giá vài chục đến cả trăm triệu đồng. Người dân các xã thuộc huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh bỏ việc vào rừng săn lùng loài thần dược này. Chúng tôi có mặt tại xã Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh. Vào những ngày rét đậm, phải chờ đến khi trời sầm tối, chúng tôi mới gặp được những người đi săn thần dược trở về. Với một bó nhỏ cỏ trên tay, chị Triệu Thị Chán, thôn Nà Ếch, Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh cho biết, hôm nay tôi về sớm hơn. Bởi trời lạnh quá, người cũng mệt, nên về nghỉ ngơi sớm, để lấy sức cho ngày mai đi tìm tiếp. Theo chị Chán, trong thời gian qua, thương lái Trung Quốc thu mua loài lan kim tuyến với giá cao, nên cả làng ai cũng bỏ việc, để vào rừng săn tìm. Ba ngày nay, cả hai vợ chồng tìm được khoảng 3 lạng. Nhà mình sức khỏe không tốt, nên chỉ đi quanh rừng gần thôi. Chứ nhiều người, sang cả những cánh rừng ở Yên Tử, Vương Bí, thậm chí sang cả Lạng Sơn nữa, chị Trác cho biết. Anh Trần Văn Dìn, ở thôn Nà Ếch cho biết, cứ mỗi nhóm khoảng 4 đến 5 người, đi vào rừng tìm, từ 2 đến 3 ngày mới về một lần. Người nào may mắn, mỗi ngày cũng chỉ tìm được khoảng 1 lạng là cùng, bởi loài này khá hiếm. Mỗi lạng về bán cho các thương lái cũng được 1,5 đến 2 triệu đồng, anh Dìn cho biết. Cũng theo anh Dìn, khoảng 10 năm trước, loài lan kim tuyến này cũng đã được thương lái Trung Quốc thu mua, nhưng giá thành thấp hơn, chỉ khoảng 12 đến 15 triệu, 1 kg, hiện tại giá mỗi kg. Thương lái mua tại đây là 23 đến 25 triệu đồng, anh Dìn nói. Khi được hỏi về việc thu mua loài lan kim tuyến này để làm gì, một thương lái người Việt nói, chẳng biết họ làm gì, chỉ biết là họ mua với giá cao, nên mình làm đầu mối thu gom. Từ người đi rừng về, rồi khoảng chục ngày thì họ đến nhập. Cũng theo chị Tú, một thương lái khác cho biết, gom được bao nhiêu thì họ lấy bấy nhiêu. Càng nhiều càng tốt, nên các đầu gom như chị cũng cạnh tranh nhau khá khốc liệt. Giá họ nhập dao động từ 27 đến 30 triệu 1 kg. Nhưng dồn cả tháng, may ra được vài kg là nhiều, chị Tú cho biết. Theo tìm hiểu, lan kim tuyến còn có tên gọi khác là cỏ nhung, cỏ hoa, cỏ kim cương. Loại cỏ này được Đông y giải ví như một loại thần dược cho sức khỏe. Đây là một loại cỏ giúp cho cơ thể dẻo dai, chống suy nhược cơ thể, thần kinh, lao phổi, viêm gan và ung thư gan. Ngoài ra, chúng còn chứa dưỡng chất giúp tái tạo tế bào. Một thầy lang ở Hà Nội cho biết công dụng của loại cây này. Cũng theo thầy lang này, lan kim tuyến mọc chủ yếu ở những tán rừng già, ẩm ướt ít ánh sáng, trong môi trường mùn dày. Lá cây có hình vết chân chim, lá vòng bầu và lấp lánh ánh kim. Mùa của cây phát triển chủ yếu từ tháng 4 đến tháng 8 hàng năm. Bài thuốc từ lá sa kê trị bệnh viêm gan, vàng da, sỏi thận, gút, áp xe hiệu quả. Sa kê không chỉ cho trái ngon, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, mà lá sa kê còn được dùng chế biến các bài thuốc chữa trị nhiều căn bệnh rất công hiệu, được nhiều bệnh nhân tin dùng hiện nay. Sa kê từ lâu được nhiều người tin dùng xem như là một vị thuốc cây nhà lá vườn rẻ tiền, nhưng chữa trị nhiều bệnh rất hiệu quả. Không chỉ vậy, ngay cả những lương y giỏi nghề cũng công nhận sa kê rất tốt và có lợi cho sức khỏe nếu biết dùng đúng cách. Theo nghiên cứu y học, lá sa kê chứa quercetin camphoro được dùng như trà có tác dụng hạ huyết áp, chữa bệnh đái tháo đường và trị ô. Còn theo đông y, lá sa kê được dùng là lá chín vàng, khi vừa rụng xuống có tác dụng kháng sinh, tiêu viêm, lờ tiểu, dùng để trị đinh nhọt, phù thủng. Lương y Phạm Như Tá cho biết, sau nhiều năm nghiên cứu, ông nhận thấy rằng lá sa kê có công năng hiệu quả trong việc khắc chế bệnh tiểu đường. Đặc biệt, bệnh nhân tiểu đường tuyết 2 cũng có thể dùng vị thảo dược này điều trị rất hiệu quả. Bài thuốc từ lá sa kê trị tiểu đường của Lương y Phạm Như Tá. Lấy lá sa kê 100g khoảng 2 lá, quả đậu bắp tươi 100g, lá ổi non 50g, cho vào nồi nấu lấy nước uống hàng ngày. Tùy tình trạng bệnh của bệnh nhân mà sẽ có sự điều chỉnh, gia giảm thuốc sao cho phù hợp để có hiệu quả hơn. Theo lương y, bệnh nhân nên chia bài thuốc từ lá sa kê làm 2 đợt, mỗi đợt kéo dài 10 ngày. Sau đó, bệnh nhân nên đi xét nghiệm để kiểm tra nồng độ đường trong máu đã trở lại bình thường hay chưa. Ngoài ra, bệnh nhân bị bệnh tiểu đường cần có chế độ tập luyện phù hợp và thực đơn ăn kiêng dành cho người bị bệnh đái tháo đường. Ngoài bài thuốc tiểu đường, lương y tá còn dùng cây sa kê để chữa bệnh gút, sỏi thận, viêm gan, vàng da. Bài thuốc trị bệnh gút, sỏi thận, dùng 100 lá sa kê già nhưng còn tươi, 100g dưa leo, 50g cỏ xước khô, cho ba vị này vào nấu chung rồi lấy nước uống. Bài thuốc trị bệnh viêm gan, vàng da, lá sa kê tươi 100g, diệp hạ châu 50g, củ móc gai tươi 50g,
cỏ mực khô 20-50g được nấu chung với nhau và lấy nước uống trong ngày. Trị mụn nhọt áp xe. Đem lá sa kê đốt thành than, tán mịn, phối hợp với dầu dừa và nghệ tươi đem giã nát, làm thành bánh để đắp chữa mụn rộp. Loại lá này cũng kết hợp với lá đu đủ tươi, với số lượng bằng nhau được giã với chút vôi cho đến khi có màu vàng, dùng để đắp chữa sưng hán, áp xe, mụn nhọt. Mặc dù khẳng định sự hiệu nghiệm của bài thuốc tiểu đường từ lá cây sa kê, nhưng lương y Phạm Như Tá cho rằng để có kết quả tốt, người bệnh tiểu đường nên kết hợp cả đông và tây y để được tư vấn và điều trị. Bởi mỗi cơ địa người bệnh khác nhau, tình trạng bệnh cũng khác nhau nên việc thăm khám và được sự đồng ý của chuyên gia trước khi áp dụng các bài thuốc là rất cần thiết. Chú chó mù may mắn trở về với anh đánh giày cầm. Ồ mừng lắm, còn tổ chức lễ thành hôn cho chúng nó. Gặp lại chú chó mù sau hơn nửa tháng trời khóc ngắn khóc dài vì tưởng đã chết. Anh Ồ không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Vừa ôm con chó, anh vừa đặt tay vào lòng ngực ý chỉ. Anh thấy vui ở tận trong tim. Thằng Ồ mừng quá, còn tổ chức lễ thành hôn cho chú chó trở về. Hơn 15 ngày chờ đợi Bích La quay về trong vô vọng, anh Ồ dường như đã bất lực. Anh vẫn ngồi trong căn chòi lá, khóc nức nở khi nhớ về chú chó mù đã lẻo đẻo theo chân suốt 3 năm trời. Tình bạn trong cơ cảnh ngặt nghèo, kẻ mù lòa, người câm điếc khiến ai nấy khâm phục. Thế mà giờ đây chú chó nhỏ cũng rời đi. Hàng xóm đành khuyên anh Câm quay lại công việc đánh giày để không còn thời gian buồn nữa. Cộng đồng mạng không ngừng chia sẻ nhau đi tìm kiếm chú chó Bích La. Thời gian cứ trôi dần, hy vọng ngày càng nhỏ đi. Thế mà, như một phép màu diệu kỳ, vào giây phút tưởng chừng vụt tắt, chú chó nhỏ lại may mắn trở về. Theo đó, chiều ngày 7 tháng 12, một Facebooker tên Nguyễn Thắng đã tìm đến góc đường Thái Văn Lung, quận 1, giao lại chú chó cho anh O. Vui mừng khôn xiết, cả hai đã ôm chầm lấy nhau, chú chó liếm láp không ngừng quanh người chủ. Rồi anh O còn bỏ cả buổi đánh giày đi bộ về chân cầu Thủ Thiêm quận 2 để thông báo cho mọi người trong xóm cái tin mừng. Buổi chiều khi chúng tôi gặp anh vẫn không giấu nổi niềm vui trên khuôn mặt. Vừa ôm con chó, anh vừa đặt tay vào lồng ngực ý chỉ, anh thấy vui ở tận trong tim. Chú Hùng 55 tuổi lái xe ôm vui vẻ chia sẻ. Thằng O mừng lắm, nó còn viết trước nhà cái bản thành hôn, hái mấy cây hoa dại về treo đầy nhà để làm lễ cưới cho Bích La với Tina, chú chó nhỏ vừa sinh được. Chúc mừng con chó về nhà. Mấy chú cũng qua tham dự, chụp hình chung nữa mà. Hành trình kỳ tích từ sức mạnh của cộng đồng mạng. Liên hệ với anh Nguyễn Thắng, người tìm lại được chú chó mù, anh kể lại. Vào ngày 3 tháng 12, một bạn trai trên mạng đã vô tình phát hiện ra chú chó vàng bị mù đang bị xích ở đường Lương Định của quận 2. Ngay sau đó, bạn này có tới liên hệ nhưng người nuôi nhất quyết bảo là chó nhà mình nuôi từ nhỏ. Anh chàng kia cũng không bỏ qua, liền liên hệ mình để mình tới xác minh. Khi mình tới, cố nài nỉ lắm thì anh công nhân mới đồng ý là chó nhặt được. Mình đã để lại ít tiền và chuộc lại bé. Vì Bích La là con chó 3 năm trước mình đã chăm nên khi thấy mình, con chó mừng rỡ. Hình ảnh anh Nguyễn Thắng ghi lại được ngày nhận lại bé Bích La. Theo đó, vào một buổi tối ngủ trong căn chòi với anh O, Bích La lẻn ra ngoài rồi đi lạc. Trong lúc tìm đường về nhà, con chó mù bị rơi xuống nước. May mắn, một người đàn ông đã thấy và vớt nó lên, đem về chòi nuôi. Ẵm bé về rồi nhưng thấy bé ốm, dơ, lông bết lại tùm lum nên mình quyết định giữ lại để chăm sóc, chích thuốc bổ cho bé khỏe lại. Chiều hôm qua thì mình quay lại Thái Văn Lung để giao cho anh O. Anh Thắng cho biết thêm. Thôi rằng, qua nhiều chờ đợi vô vọng, kỳ tích đã xảy ra, và kỳ tích ấy lại đến từ những người không quen, không biết, qua vài dòng tin ngắn được chia sẻ trên mạng xã hội. Cuối cùng nỗ lực hãy cứu lấy Bích La của cộng đồng mạng đã trở thành hiện thực. Anh O tên thật là Trần Văn Ân, 41 tuổi, quê ở An Giang. Người Sài Gòn quen gọi anh với cái tên thân mật, O. Anh thường đi đánh giày ở trung tâm thành phố, rồi đêm đêm ngủ ở góc đường Thái Văn Lung, quận 1. Bởi hoàn cảnh anh bị câm, một bên tay lại liệt nên ai cũng thương. Cách đây 3 năm, anh có xin con chó mù từ nhà người quen về chăm sóc. Cứ thế, O đi đâu lại xách con chó trong hộp giày, ăn cơm cùng O,
ngủ góc phố lề đường với O. Cứ thế, hai số phận tàn tật trong cái ngặt nghèo nhất cuộc đời tưởng chừng chẳng còn gì để bận tâm ngoài phận côi cút của mình, vậy mà lại gắn bó như hình với bóng, khiến ai nấy đều vô cùng xúc động. Tưởng chừng chẳng còn gì để bận tâm ngoài phận côi cút của mình, vậy mà lại gắn bó như hình với bóng, khiến ai nấy